Xin chào các bác. Trong buổi tối đêm nay, em xin hân hạnh giới thiệu tới các bác chiếc loa Kenchu của hãng JBL. Chiếc này có tên mã là JBL Flick 1. Em đã có một cái video cận cảnh tháo ra cho các bác xem kỹ củ cốt của cái loa này rồi ạ. Cũng xin nói thêm để những bác chưa biết nắm được. Loa Kenchu là một trong những cái loa ở người ta set up ở trong những bộ âm ly đa kênh. Ví dụ như là âm ly 5.1 hoặc 7.1. Chiếc loa này được đặt ở vị trí trung tâm của phòng. Nhiệm vụ chính của nó là thể hiện giải âm trung cao. Khi chúng ta nghe nhạc hoặc khi chúng ta xem phim thì lời hát của ca sĩ hoặc lời thoại ở trong phim sẽ dồn hết vào cái loa này. Những bác mà chơi âm ly đa kênh hoặc những bác đã từng chơi loa Kenchu thì chắc không lạ gì tác dụng của loa Kenchu. Chỉ có những bác từ xưa đến nay chỉ chơi những cái dòng âm ly stereo thì thấy cái loa này nó khá là lạ lẫm. Bữa nọ em có cho lên thì có bác còn hỏi là thế còn cái nữa đâu. Hỏi như thế có nghĩa là các bác không hiểu gì về Kenchu rồi. Kenchu thì nó chỉ có một cái thôi ạ. Rất hiếm khi có hai cái Kenchu ở trong cùng một bộ dàn. Chiếc này thì em lấy chọn, nó là hàng Mỹ nòi. Còn cái phiên bản JBL Flick 1 này, nó có hai nơi sản xuất. Có một phiên bản là sản xuất tại Trung Quốc thì củ loa nó màu trắng. Còn đây là phiên bản sản xuất tại Mỹ thì củ loa nó màu vàng. Các bác muốn biết chi tiết hơn thì cố gắng tìm xem lại cái video em đã quay cận cảnh cách đây 1-2 ngày. Thế thì ví dụ như ở trong những cái bộ 5.1 thì không nói làm gì. Các bác ví dụ như đang có một cái âm ly đa kênh 5 chấm hoặc 7.1 chẳng hạn. Các bác đấu cái loa này vào cái ngõ đấu loa Kenchu của âm ly. Sau đó bật âm ly về các chế độ music khác nhau. Hoặc có thể là đánh ở chế độ giả lập 5 stereo hoặc 7 stereo và thưởng thức. Khi các bác có một cái Kenchu đấu thêm vào, các bác sẽ thấy âm nhạc nó vô cùng sống động. Khi nghe một bản nhạc vàng chẳng hạn thì toàn bộ lời hát của ca sĩ nó sẽ dồn vào cái loa này và nhạc được lan tỏa sang hai cái loa phông trước mặt, nghe cực kỳ đã. Đây là một cái cảm giác mà chỉ những người đang chơi âm ly đa kênh mới có được. Còn những người chơi âm ly hai kênh thì không thể có cái cảm giác đó được đâu ạ. Thế thì khi mà chúng ta dùng âm ly đa kênh để hát karaoke chẳng hạn thì cái lời hát của chúng ta cũng sẽ dồn rất nhiều vào cái loa Kenchu này. Tự khắc là cái giọng hát của chúng ta rất dày và đẫy. Chúng ta không phải cố gắng gân cổ lên hát làm gì. Thế như vậy có thể coi cái loa này là loa lời trong những bộ karaoke cũng được. Đây là thông số phía sau. Đồ của Mỹ thì nó không ghi công suất đâu ạ. Nó ghi trở kháng. Model này là JBL Flick 1. Trở kháng là 8 ohm. Sản xuất tại Mỹ. Made in USA. Riêng cái nào cái này thì em bao xịn và bao zin tuyệt đối. Giá thì em đã báo từ ở video trước là 2 triệu. Cái giá này thì những bác chưa chơi bao giờ thì cảm giác là nó đắt thôi. Còn những bác mà chơi loa Kenchu lâu năm thì thấy cái giá này nó chỉ là cái dạng bình dân mà thôi. Vừa rồi có vài bác
có yêu cầu em là lấy loa Kencher về để các bác ghép với âm ly ở đa kênh nhà các bác ấy, thì em có lựa được vài cái, trong đó có một cái này là của Mỹ, còn có một cái của Canada và một cái hình như là của Anh Quốc thì phải. Em sẽ cho lên sóng từ từ dần dần, và cũng xin nói luôn chiếc Kencher JBL này là chiếc rẻ nhất thì em sẽ cho lên trước, còn có những chiếc nó đắt đến mức độ các bác sẽ giật mình đánh thót một phát đấy ạ. Vâng, bác nào có nhu cầu muốn sở hữu chiếc Kencher này xin liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại em đề ở dưới chú thích video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.